Xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ làm quen với bảng chữ cái tiếng Việt nhé. Đây chính là bảng chữ cái tiếng Việt của chúng ta. Bảng chữ cái tiếng Việt gồm có 29 chữ cái và 5 dấu. Nào bây giờ chúng ta sẽ học bảng chữ cái nhé. A, Á, Ớ, Bờ, Tờ, Giờ, Đờ, E, Ê, Gờ, Hờ, Y, K, L, M, N, O, Ô, Ơ, Bờ, Cu, R, S, T, U, Ư, V, S, Y. A, Á, Ớ, Bờ, Cờ, S, T, Y, Ê, G, H, Y, K, L, M, N, A, U, Ư, V, Q, R, S, T, U, Ư, V, S, Y. Dấu huyền, dấu sắc, dấu hỏi, dấu nặng, dấu ngã. Chúng ta đọc lại lần nữa nhé. A, Á, Ớ, Bờ, Cờ, Giờ, Đờ, E, Ê, G, H, Y, K, L, M, N, A, O, Ơ, Bờ, Quy, Giờ, Sờ, Thờ, U, Ư, Y, dấu huyền, dấu sắc, dấu hỏi, dấu nhặt, dấu nét. Bây giờ chúng ta sẽ mở bảng chữ số nhé.